Hôm nay, Bông sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện buồn. Đây chắc chắn là một câu chuyện buồn. Ta nói, thanh xuân của người ta là người ta dành cả thanh xuân để theo đuổi một ai đó, hay là dành cả thanh xuân để theo đuổi đam mê của mình. Thì tao và những người giống như tao dành cả thanh xuân của mình để làm cái gì? Để trị mụn. Đâu phải tự nhiên mà lúc nào tao quay clip hay là tao chụp hình tao cũng gắn cái bông tím lắc lắc trên cái đầu, hai cái má hồng hồng, cái mỏ hồng làm cái gì, đúng không? Nếu mà tao đẹp á thì tao sơ thẳng cái mặt mập của tao ra luôn cho nó đẹp, đúng không? Mắc gì tao phải gắn bậy gắn bạ anh chi? Đó là nỗi khổ của mấy đứa mặt mụn. Tao nói mỗi lần chụp hình á là phải gắn eye can lên, còn không làm mắt lé mắt lòi mặt xấu, tại vì không có đẹp thì mình phải làm cho nó xấu tới. Rồi hả, mỗi lần người ta chụp hình, người ta kéo màu này màu nọ, người ta kéo chân dài tới nách, người ta kéo vú độn lên một đống, người ta kéo cái đít độn lên một đống. Còn đối với những người như tao, chỉ cần một điều duy nhất, đó là làm ơn cà hết cái mụn giùm chị. Tao nói, dành cả một tuổi thanh xuân để đi cà mụn, tải mấy cái app về cà mụn. Người ta đi gặp người quen á, lúc nào tao cũng hỏi, dạo này công việc sao, dạo này gia đình sao, có người yêu chưa? Còn mình đi gặp người quen lúc nào cũng, dạo này mụn nhiều dữ ha, đỡ mụn rồi nè, dạo này hay thức khuya ha, thấy mấy cái mụn đang lên trên cái má kìa, mụn quá. Tao cam đoan 99,99% những cái đứa mà mặt mụn như tao á là gặp cái gì cũng trét lên mặt hết. Tao nói ai gặp cũng nói, cái này chị mụn hay lắm này, là mua về trét lên mặt liền, trét lên mặt liền. Rồi xong hở mai lại con bà khác tới nói, con nhỏ kề nhà tao xài cái này hay lắm nè, trét lên mặt là hết mụn liền, là mua về trét tiếp, trét lên mặt liền. Cái chó đéo gì cũng trét lên mặt. Tao nói từ đồ Việt Nam xài qua đồ Hàn Quốc, xong phát hiện đồ Nhật Bản trị mụn tốt, mua đồ Nhật Bản về xài, xong phát hiện đồ châu Âu xài tốt, mua đồ Âu về xài, xong phát hiện đồ Mỹ xài tốt, mua hàng Mỹ về xài liền. Cái nào cũng xài lên mặt mà một cái kết quả vô cùng tuyệt vời là những cái mụn nó vẫn còn y chang. Tao nói trên đời này chưa có cái gì mà dai bằng mấy cái mụn. Tao nói có những đứa nó không cần làm cái gì hết, nó rửa mặt bằng nước trắng mà cái mặt nó không xài bất cứ một cái dưỡng da nào hết, mà da mặt nó rận trắng đẹp, không một hột mụn và láng mịn như cái da đít của tao. Mà còn ở những đứa như tao, coi xài nè, sữa rửa mặt, sữa gì tẩy tế bào chết, rồi nước hoa hồng, serum, sữa dưỡng, rồi kem dưỡng, rồi mặt nạ giấy, mặt nạ miếng, mặt nạ hũ, mặt nạ dạng bột, mặt nạ dạng thạch, mặt nạ ngủ, tất cả 100.000 loại mặt nạ mà tao nói xài bao nhiêu thứ lên mặt thì mụn nó vẫn còn ở đó không đi đâu hết. Ai gặp cũng nói, trị mụn phải trị từ bên trong, mày xài mỹ phẩm bên ngoài không hết đâu. Bây giờ mày phải ngủ sớm nè, uống nhiều nước vô, rồi hả, ăn rau nhiều vô, ăn nhiều đồ mát vô. Tao nói mấy đứa bị mụn như tao nói cái gì cũng nghe, tao ăn uống rất thanh đạm luôn, tao thử. Ngày nào tao cũng ăn rau, tao uống nước mà giống như kiểu mà tiểu long nữ mà ăn rau hít hoa, uống nước hít thở khí trời. Nhiều lúc tao nghĩ hả, tao sắp mọc cánh bay lên trời làm tiên, tại vì tao ăn uống thanh đạm quá mà. Tao ngủ sớm, tao uống nhiều nước, nhưng mà kết quả là mặt mụn vẫn khỏi mặt mụn. Những đứa không mụn thì làm cái gì nó cũng đâu có mụn, còn những đứa mà mặt mụn thì làm cái có gì nó cũng lên mụn hết. Nhưng mà tao đã suy nghĩ kỹ rồi, có một câu nói mà tao rất tâm đắc, tạo hóa không cho ai tất cả mà cũng không lấy đi của ai tất cả. Khi sinh ra tao đã rất đẹp, và khi lớn lên tao lại còn tài năng và duyên dáng nữa. Thế nên tạo hóa quyết định lấy đi một chút sắc đẹp của tao bằng cách cử một vài con điểm mụn tới trú ẩn trên gương mặt của tao. Thôi kệ, tao cũng chấp nhận. Và một điều nữa, ta muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người, những người mặt mụn như tao cần phải được yêu thương vì chúng tao đã quá khổ sở rồi. Tạm biệt. À quên, hẹn gặp lại ở những lần sau.